Vâng, em chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vuzi ô tô tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Vuzi ô tô chuyên bán những cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Và hôm nay thì em lại tiếp tục review một chiếc xe Toyota Vios vừa về cửa hàng trong buổi chiều ngày hôm nay. Đợt này thì bên nhà em lấy về rất nhiều Vios nha các bác nha. Nên là các bác nào mà yêu thì các bác cứ alo cho em. Vâng, bây giờ Vuzi ô tô có thể gọi là chùm Vios tại miền Bắc rồi. Với hơn 500 đầu xe tại thị trường miền Bắc thì bên Vuzi ô tô là nơi có số lượng bán xe lớn nhất cả nước, cũng như là nơi có cái số lượng xe Vios rất là nhiều. Các bác cần mua những cái dòng xe Vios lành bền, những chiếc xe đẹp thì hãy qua với Vuzi ô tô. Bên em thì cam kết cho bác là xe đẹp căng đét luôn. Và nói chung là xe thì cam kết đảm bảo cho các bác đầy đủ tất cả những cái pháp lý đầy đủ cho các bác nhá. Và bên em thì có thu mua trao đổi xe cho các bác, nên là các bác nào mà muốn trao đổi xe, cần bán xe hoặc là các bác cần mua xe thì các bác cứ qua điện thoại em Vuzi ô tô. Mà trong buổi chiều muộn ngày hôm nay thì em Vuzi ô tô lại tiếp tục về cửa hàng một chiếc xe màu đen rất là bóng và sang trọng luôn. Một dòng xe nhìn nó rất là hầm hố và thực sự là nhìn cái dòng này lồi đồng gối đá bền lành luôn. Máy 1.5 thực sự cái dòng này nó là dòng nồi đồng gối đá này. Các bác đi những cái dòng này thì không bao giờ phải lo hỏng vặt giữa đường, không bao giờ phải lo là chi phí sửa chữa nó đắt như thế nào, mà cái dòng này nó giá cực rẻ luôn. Dòng xe của Nhật Bản các bác nhá, Toyota. Và đây là một chiếc Toyota Vios bản ECVT số tự động. Vâng, chiếc xe thì mang biển số Ninh Bình 35A21806, được mua tại thành phố Ninh Bình. Và chiếc xe này thì được bảo dưỡng định kỳ cũng tại Toyota Ninh Bình luôn. Vâng, lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ nhá. Và xe này thì nó xe lăn bánh được 5,7 không có tua. Vâng, chắc chắn cho các bác một điều là xe không có tua gì cả. Cam kết cho bác là không có 6,8 xin lỗi các bác. Vâng, 6,8 nhá. Chắc chắn một điều các bác là không có tua một chút nào luôn. Xe ngon, máy gầm chất và đặc biệt là độ tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe thì cực kỳ tuyệt vời. Với mức tiêu thụ khoảng 5,5 lít trên 100 cây. Dòng xe lồi đồng cối đá bền nhưng mà lại rất là khỏe. Máy 1.5 rất là khỏe luôn nhá, khỏe như cái dòng 2.0 luôn. Các bác về đi những cái dòng này thì thực sự là yên tâm luôn. Và chiếc xe này thì bên em Vuzi ô tô đang bán cái giá rất là thơm. Vâng, chỉ có hơn 400 triệu là các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Thế vậy thì không qua Vuzi ô tô thì còn qua đâu nữa. Vâng, đây là một dòng xe lành. Vâng, Toyota Vios E 2020. Và các bác có thể nhìn form đầu của xe thì rất là đẹp luôn. Xe vừa chạy về trong trời mưa, thế nên là nó vẫn còn đọng một chút nước mưa đấy ạ. Thực sự đây là một chiếc xe tránh mưa tránh nắng cho gia đình thì tuyệt vời. Các bác bỏ ra một cái số tiền hơn 400 nhưng mà các bác đã có một cái chiếc xe để đi lại cho cả gia đình, an toàn cho bản thân. Và đặc biệt là không bao giờ biết hỏng vặt nhá. Các bác nhìn này, đèn đóm của xe thì sáng choang này. Đấy, đèn halogen nguyên bản nhá. Và con này thì máy đang nổ đấy ạ. Hiện nay là máy đang nổ nhưng mà xe là không có lỗi lầm luôn. Đấy, sơn xi sạch sẽ bóng căng. Và xe thì đấy, sơn zin của con này là đến 99% luôn. Cam kết cho bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước nhá. Đèn gầm đây, đèn gầm halogen không có đọng nước à. Và toàn bộ đấy, vừa mới đi ra ngoài thời tiết như vậy nhưng không bị ố gọi là đọng nước, đọng xương. Thì cái này cũng là một cái quá ok cho chiếc xe này rồi. Còn toàn bộ cản của xe đây các bác nhìn này, nan cản đồng đều nhá, không hề có lỗi lầm luôn. Đấy các bác nhìn các cái nan cản của nó còn nguyên này. Đấy, xe rất là đều đẹp luôn, không hề lỗi lầm. Máy nổ êm thì thầm luôn nhá. Hiện nay là máy đang nổ đấy ạ, nhưng mà không nghe tiếng máy luôn. Đấy, đèn đóm sáng choang luôn, sáng như mới luôn các bác nhá, chứ không hề ố vàng một tí nào. Xe này thì người ta không đi nhiều vào ban đêm, không như những chiếc xe dịch vụ. Thực sự với cái mức đi lại của chiếc xe này thì cũng là nhiều, nhưng mà đây là một chiếc xe không có dịch vụ các bác nhá, không hề có một tí dịch vụ nào luôn. Máy nổ êm thì thầm, sơn xi tôn vỏ thì căng đét luôn. Và lốp của chiếc xe này thì là cả dàn là nguyên bản từ hãng, chưa có thay. Vâng, 2020. À, ví dụ lốp là 18560 la răng 15 này. Lốp còn dày như này các bác nhìn này. Đấy, lốp nó còn dày như này mà. Đấy, chỉ có bám tí bụi bẩn thôi nhá, còn đâu lốp vẫn còn rất là dày. Cua lốp đẹp căng luôn, sơn xi căng đét luôn này. Đấy. Tôn sườn này, đấy các bác nghe tiếng tôn này. Đấy, tôn sườn đều đẹp nhá. Và xe thì không có lỗi lầm. Đấy các bác nhìn này, bóng căng đồng đều sạch sẽ luôn, không hề lỗi luôn. Xi nhan tích hợp trên hai gương. Và gương kính thì có điều chỉnh điện cục xe đầy đủ nhá, không thiếu một cái gì. Tay nắm cửa mạ chrome thì quên xin lỗi lỡ mồm.
Con này là tay nắm cửa để nguyên bản, không có. Đây các bác này, cửa đóng mở rất là chắc chắn luôn. Chỉ keo này, đây chỉ zin này. Đấy, chỉ bao zin các bác nhá. Chỉ là bao đẹp luôn. Đấy, nguyên bản bao đẹp luôn các bác này. Đấy, bao đẹp nhá. Ốc này là chuẩn chỉ, chưa có chạm dấu này. Tapi đẹp sạch sẽ này. Và nội thất bên trong xe là tông màu kem sáng nhá. Tông màu kem sáng, nội thất sờ rất là mềm mịn luôn. Và kính điện là lên xuống nhẹ nhàng một chạm này. Có dán phim 3M toàn bộ kính cả xe luôn. Đấy các bác nhìn này, hoạt động hoàn toàn bình thường. Và xe thì lên xuống kính rất là nhanh. Đấy, hoạt động rất là ok luôn. Đấy, bên này như thế này, kính lên xuống cực kỳ nhanh luôn. Nội thất bên trong xe là tông màu kem sáng các bác nhìn này. Màu này nó rất là cảm giác nó rất là thoải mái, nó không bị gò bó tức bí như màu đen tối. Đấy, cái màu sáng này rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là sàn của chiếc xe này là được bọc sàn 5D. Đấy, sàn cao cấp này kết hợp với sàn xoắn. Đấy, sàn xoắn chống bẩn nhá, chống bẩn bụi luôn. Đấy các bác nhìn này, lớp sàn đẹp căng này. Đấy, toàn bộ sàn nội thất của xe thì vẫn gần như là mới tinh luôn. Đấy, nội thất sàn đẹp này. Và các bác nhìn vô lăng ạ, vô lăng tích hợp túi khí an toàn. Còi con này thì khá là to. Và phím điều khiển âm thanh hay là mốt ở trên đây đầy đủ nhá. Đồng hồ 5 bánh 6 bàn 8 không hề tua. Vâng, con này thì bên em cam kết đảm bảo cho các bác là 100% là không tua, zin nguyên bản đấy ạ. 6 bàn 8 thì cũng là nhiều, một năm coi như là đi được 2 vạn 2. Thế nhưng mà nói các bác chứ xe như thế này đi 2 vạn 2 là quá bình thường. Vâng, quá bình thường luôn đấy ạ. Đấy, tem nhãn đầy đủ luôn. Đấy, tem nhãn này, ốc này các bác nhìn, ốc nó còn zin nguyên này. Chưa có da dấu này, ốc còn nguyên bản nhá. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Mức tiêu thụ nhiên liệu có 5 lít 7 với đường trung bình kết hợp thôi, còn bình thường nó chỉ hết 4 lít 7 đối với đường trường. Vâng, đấy, đóng này, cửa đóng mở rất là chắc chắn luôn. Chỉ keo thì bao đẹp, led các bác này. Và con này thì chức năng chống ồn của nó cực kỳ tốt luôn nhá. Xe này là xe ECVT số tự động, nhưng mà cam kết các bác 100% là không có taxi dịch vụ nhá. Các bác yên tâm về cái độ ngon của con này rồi. Đấy, nội thất ghế này đẹp căng luôn. Dòng này thì nói chung là một cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Dòng xe bền lành. Các bác nào muốn mua những cái kiểu lồi đồng cối đá mà ít hỏng vặt đấy ạ, thì cứ em này mà diễn các bác nhá. Lốp Eco Briton. Đấy, lốp 2020 zin nguyên. Quả này zin đét luôn này đấy các bác này. Đấy, con này thì được cái là zin nguyên dàn mà. Vâng, một dàn lốp zin nguyên mà vẫn còn ngon nguyên. Đấy. Và lốp thì đánh giá là nó tầm khoảng 50% nhá. Lốp 50% thì các bác có mà chạy khoảng 2-3 năm thoải mái. Vâng, còn hậu sau đây các bác nhìn này, đồng sơn bóng căng đều không hề lỗi lầm. Đấy, hậu sau căng đét luôn nhá, đèn đóm sáng choang, không hề ố mốc, không hề rạn nứt, đèn đều là đèn zin, không phải là đèn thay. Đấy, nguyên bản luôn, sơn xi sạch sẽ, logo xịn sò còn nguyên này. Đấy, và đây là một chiếc xe bản E xịn nhá. Vâng, đấy các bác nhìn này, đồng sơn xe căng đét luôn. Và chiếc xe này thì được bảo dưỡng tại Tota Ninh Bình. Đấy, có lịch sử bảo dưỡng hết rồi. Các bác nào mà muốn quan tâm thì các bác có thể là qua trực tiếp Tota Ninh Bình để xem xe, cũng như là xem về chế độ bảo dưỡng. Còn xe này thì đây, em sẽ mở cái cốp ra. Con này thì có một cái an toàn, nó là mở cốp ở phía bên trong. Bác chưa để mở cốp điện ở đây thì cũng hơi nguy hiểm. Đấy, cốp mở rất nhẹ nhàng. Khuyến mại các bác 4 cái gối nhá, gối tựa này. Lốp sơ cua này. Đấy, lốp sơ cua hàng này thì đã ra bánh rồi, nhưng mà cái này bình thường nhá, không vấn đề gì. Đấy, lốp sơ cua còn nguyên, đồ nghề của xe là vẫn còn nguyên bản. Đấy. Và chỉ keo cốp đi đây. Các bác nhìn này, chỉ zin này. Đấy, mụn chỉ còn nguyên nhá, chỉ zin luôn. Đấy, bên này thế này. Toàn bộ tất cả các cái phần này nó còn nguyên luôn. Đấy, cốp mở đóng nhẹ nhàng và không lỗi. Tôn mỏng te, kính bao zin. Đấy các bác nhìn này, kính bao zin nhá. Một chiếc xe rất là cứng cáp, ngon và chạy rất là ổn luôn. Các bác đi những cái dòng này thì quá yên tâm luôn. Nồi đồng cối đá, tiết kiệm nhiên liệu. Và đây là một mẫu sedan phân khúc hạng B mà rất nhiều người ưa chuộng luôn. Đấy, phanh đĩa bánh sau la răng đa chấu, phanh đĩa bánh sau lốp Briton một dàn nguyên zin. Đấy, cua lốp thì đã được sơn phủ chống mòn hết rồi, nên là các bác yên tâm về là các bác không phải làm một cái gì cả. Dòng này chạy thì rất là lành nhá các bác nhá. Chạy rất là lành và ổn định luôn. Đấy, nội thất bên trong này căng đét luôn. Nội thất căng đét luôn này. Đấy, chỉ keo bao zin đẹp nhá, không hề lỗi lầm. Đấy, tôn này,
Đấy, các bác nghe tiếng tôn không ạ? Vâng, tôn căng sáng bóng luôn này. Keo chỉ bao đẹp này. Đấy, không hề lỗi một tí nào luôn. Và răng cao su rồi các cái ốc của nó là còn nguyên luôn. Bên em thì có cam kết bảo hành cho các bác đầy đủ nhá. Các bác về là các bác chỉ có việc là yên tâm mà đi thôi, không phải làm cái gì cả. Đấy, bảo hiểm, bảo hiểm các thứ là thoải mái luôn. Đấy, học đồ là tiện lợi này. Đấy, đây các bác nhìn này. Đấy, hướng dẫn sử dụng đầu Pioneer này. Đấy, các thứ là có hết nhá. Một chiếc xe đẹp căng từng cm luôn. Vâng, Toyota Vios 2020. Bản ECVT. Máy trắng, ngon, chạy rất là phê. Và cái dòng này thì rất là bền lành, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, bác nào mà yêu thích thì các bác cứ qua trực tiếp cửa hàng bên em Vũ Duy Auto xem xe và trải nghiệm luôn. Còn chiếc xe này thì nói chung là động cơ của nó là chỉ có 1.5 thôi nhá. Động cơ máy trắng VTI, máy 1.5, máy số bao zin từng con ốc luôn. Chưa có ra dấu, dấu còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn dấu nó còn nguyên này. Xe đẹp và không có lỗi lầm, cam kết là không có đâm va tai nạn ngập nước nhá. Đấy, ai mà yêu thích chiếc xe này thì cứ điện thoại trực tiếp cho em Vũ Duy Auto để mà xem xe. Còn nếu các bác tỉnh xa thì các bác có thể đặt cọc, em sẽ chuyển đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, tai đèn nó còn đẹp căng như này mà. Vâng, cực kỳ đẹp luôn nhá. Tai đèn đồng đều sạch sẽ. Đấy, đèn nhóm sáng choang và tất cả các cái đầu mấu đèn nó còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, còn nguyên bản luôn ạ. Kể cả cái phần đầu này, các bác nhìn các cái con ốc này nó gần như là nguyên luôn. Chưa có làm một tí gì luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Các cái ốc này nó rất đẹp luôn. Đấy, ắc quy nước làm mát. À, bây giờ là đồng hồ vòng tua nó căng cao để nó giải nhiệt động cơ đấy ạ. Vâng. Công nghệ VTVI hoặc là như những tất cả các cái công nghệ động cơ mà có làm công nghệ tốt đấy ạ, thì hầu như là điều hòa cái quạt gió nó sẽ làm việc rất là công suất cao khi mà nó gọi là làm việc vòng tua thấp với tua cao để nó giải nhiệt nhanh hơn cho động cơ. Đấy, lại êm trở lại rồi. Cái dòng nào nó cũng thế thôi. Nhưng mà con cái dòng Vios này là một cái dòng xe lành. Các bác chạy những cái dòng này thì không phải lo đến cái chuyện là hỏng vặt giữa đường thôi, các bác yên tâm nhá. Con này thì gầm nó đẹp căng luôn, gần như là mới tinh luôn. Làm bánh 6 và 8 mà các bác nhìn gầm này. Đấy, các bác nhìn gầm nhá, gầm nó đẹp như này mà. Đấy, không hề có lỗi lầm luôn. Gầm xe đẹp lét căng luôn. Và chiếc xe này thì bên em đang bán cái giá rất là hời, hơn 400 triệu thôi. Nên là bác nào mà yêu thích thì các bác có thể là điện cho em trực tiếp nhá. Đấy. Phần này thì các bác nhìn ạ. Vâng, đây. Đấy, các bác nhìn nhá. Toàn đèn đóm này. Camera hành trình có cam lùi đằng sau. Rồi. Cam hành trình đầy đủ cho các bác nhá. Đấy, có video luôn. Vô lăng lái nhẹ nhàng, vần lái rất nhẹ luôn. Đấy, lái tại chỗ mà không có kêu cục cạch gì cả. Cái dòng này là cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà mà các bác đi cái dòng này thì yên tâm luôn. Đấy, tất cả các chức năng của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, các bác thấy chưa? Ok luôn. Vâng, cảm ơn các bác nhá. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại Vũ Duy Auto ạ. Đấy, xe ngon như thế này không mua hơi phí luôn các bác nhá. Cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt.